Did you ask her? Did you ask her? Oh, I asked you. Tommy. Yeah, đứng đó xem. Vừa ăn vừa xem nghe. Con đứng đó xem ông làm bánh in, bánh đậu xanh nhé. Thì theo mình là đúc loại bánh in, rất nhiều bánh in mà đúc cái loại lấy con lắm. Chị mở cái không gian đi. Để lại trăm lần. Đứng lại đây, đứng lại đi. Chỗ nắng có làm ngay con ngồi xuống. Rồi con ngồi xuống đây cho bà ngồi xuống. Con ngồi lên dép bà. Đây rồi. Nặng. Con ngồi xuống. Con đậu xanh cũng đây. Con đậu xanh không. Hôm nay là hai đậu xanh một vậy thì bắt đi có cái ý nghĩa như thế nào trong cái học sinh thì ngày xưa thì phố tiền mình là ngày nhà nào cũng phải có một số lò bánh nhưng để cho nó có cái mâm đầy trong ba ngày tết cho nó sung túc nó mai bán tâm của một nam một đàn thì nhà nào cũng phải làm bánh đầy đủ dù cái câu nói người ta hay nói giàu á no là ngày vui mà khó là ngày tết. Có đối mấy gì vậy nữa nhưng mà cái ngày tết thì không hiểu cái các loại bánh ở trong trong ngày tết thì không. Dạ. Rất là thú vị ạ. À. Vậy ngay hôm nay thì chú có thể hướng dẫn cho con làm một cái bánh in được không ạ? Được, mình không bao đường ấy. Dạ. À, mình không bao đường được. Đó là đầu tiên là bao đường này. Mình con cái rồi đó. Mình đẩy cái này ra cái dao hết. Rồi cả mọi chân được con ngồi xuống dưới dạy. Ngồi đứng đó nha, để bà coi phim nhé, đứng chạy nhé. Dọn nhé con. Thank you. No problem. Don't worry. Don't worry, sorry to disturb you. Sorry.
keep your sitting, alright? Oh no, come sit. Okay. Tonight at 8 o'clock at Anang TV, your wife will be on broadcast. Yeah. She'll be famous, 19th. Tommy. Yes. Where are you? It's my son. His name is Tommy. See. Yeah. Thank you. Chú có thể cho biết là ở Đà Nẵng thì bà con bây giờ còn làm nghề và làm bánh in này hàng năm không ạ? Cũng hết rồi, nhà chú thì năm nào cũng phải làm. Dạ. À, cũng thích cái hương vị Tết của quê hương. Dạ. Nên năm nào cũng làm các loại bánh để cũng thờ lên chỗ chi ông bà. Dạ. Nên nữa là mình. Dạ. Không những là mình làm một cái hương vị ngày Tết mà là còn có cái xung họp đoàn viên này rất đoàn vui viên, đúng đoàn, đúng đoàn, mà. Đoàn, đúng mọi người đoàn. Cùng chung làm với nhau ạ. À. Đúng rồi. Cái này hai chứ. Mình ăn nó sạch. Mọi người nước ngoài không hả? À, 30 phút sau bà sẽ mua kem khác, ok? Ngon đã nghe. Con đừng có làm ảnh hưởng đến chú. Sit quiet. What is it? Sorry. Yeah, good. Đứng đi sau đây chú. Sau lưng chú có thể ngồi cạnh giữa đang đó. Anh hả? I have a question for you. Okay. Đây, ngồi đây không ngồi hay sao? Ngồi đó, ngồi xuống cạnh đây, ngồi đó. Rách Hằng ơi. Ngoài phim cho hình như em. Where are you from? From the US. US. First time you visit Vietnam. I've been here about 4 months. 4 months? Yeah. And what you feeling when you enter the traditional in Tet Vietnam? Wow, it's very fun. English? I like learning. Listen to English. Yeah. And you say English. Listen to English. Listen to English. It's my first time. I'm learning a lot. It's fun. Like all the holidays roll into one. Yeah. Yeah. We just want to go to Vietnam and let's have a good time when you have a traditional food. Thank you. Thank you very much. No, let's get started. Đây ở tay đi ta mở trang cho hàng thôi. Anh nè. Chú khách Mỹ thôi. Mấy cái hoa văn này có ý nghĩa gì? À, mấy cái chữ thôi, cái văn hoa thôi. Em. Chữ văn hoa. Vậy bắt đầu vào khuôn phẩm chú. Dạ đúng rồi. Dạ bây giờ xí rồi, chú cô là cho 100 ngàn khuôn. Đúng rồi, chú làm cho nó
Ba và Tâm Vy này. Thôi quay muốn thử. What's your name? Con trai. Con trai. Đúng là ngọt lắm này. Listen to English. She speak English. Yes. Okay. Do you want ice cream? Yes. It is delicious. Yes. Vậy thì chú ý cái khung này để con hỏi đi hả? Vậy thì để có một cái bánh kinh đẹp thì mình cần chú ý những cái kỹ thuật nào vậy ạ? Cái khung trước hết là phải nấu dở cái này cho nó còn. Cái thứ hai là cái khung phải sạch. Rồi mình phải thoa dầu vô để cho nó khỏi dính bột. Được, ba đưa tiền cho con qua một cái. Nó ra nó sát rõ. Vậy là mình đang thoa dầu rồi đó. Mình in vô cái đúng không ạ? In rồi. Rồi in thằng cá nó đi rồi, đi tính xong. Làm cá nó đi. Là sao? Lấy cái này. Đúng không? Mặt cái thằng này xíu rồi, nó làm thành cái sát lẹo rồi. Con là không có sức. Cười lên, cười lên. Cười lên, được. Cái khác. Người nào yếu rồi. Nữa hả chú? Làm hết cái cua mình không, đúng không? I have a cake later. I see the final. I see this a lot. I don't know. Wow. Lovely. Yeah. Dùng bánh cho vừa dùng bánh đâu dạ vô ngồi trong này dạ được. Ủa chú Châu à yếu con nè it's all right đang quay cho đang đấy hồng người đóng bánh là cũng rồi đúng không người không quen người diễn viên luôn nha dạ. Chú Nghĩa này lớn kia hì. Em ngồi xa cái thao quá khó chặt. Cái lưỡi tay em có lực. Diễn rồi. Diễn rồi chặt gì nấu anh? À diễn là. Nếu mà tát thở rồi chưa chặt. Ngon. Ngon. Look. Are you happy? What's your name? Chú làm nhanh nhanh đây chú, trăm lần lắm quá. What's your name? Có gọc luôn đi. Biết trăm người biết mùi gọc. What's your name? I don't know. Okay. Ngọt hả? Cái gì dễ là trăm, để trăm gọc luôn. À, nhanh thôi. Cái này họ dùng bằng thanh gỗ chứ không dùng bằng cái dao một cái dao nữa bật lên lại cho tôi nhiều thường là họ làm cái thanh gỗ để họ gọt cái bánh chứ không dùng bằng cái dao cái dao gọt lắm hơn cái khuôn dạ bây giờ là thấp cơ sở đúng không ạ dưới một trăm rưỡi vàng, ấy trăm rưỡi tàn giấy, trải một cái này để đổ ngồi đẹp chứ anh, ngồi đẹp chứ đó, chưa, đẹp chưa nè, dạ đẹp chứ chú, cầm cái này đúng không, xong này, cái này là phủ cho nó sạch. Cái tay giấy cho bỏ tay giấy không? Qua luôn, qua luôn. Ốp lại thôi đúng không chú? Ốp lại là không vào bánh. Cái khung nào bánh đó.
ông bò nó cái con nào là bán nó, ông nghĩ ra. Có nghĩa là mẹ đang đúc con ra biết. Cha nào con nấy chứ. Cha nào là con nấy, có khung nào là bán đó. À, đi khung. Mẹ thôi chứ không có cha. À. Chẳng gõ rồi nó quét đấy. Cháu làm gì đừng gõ ra nó biết. Nghĩa lớn ghê luôn thầy. Nó nặng để cho bên đây quay phim này. Dạ, vậy đúng không ạ? Nặng lại đi. Đúng không ạ? Wow, excellent. Yes. Do ảnh đặt ở dưới shop, ảnh đến cho anh thả xuống để làm cái tiền nhanh. Excellent. Cái đồng tam ấy. Ăn từ từ ít thôi, ăn ít thôi nha. Con ăn ít thôi nha. Đồ đồ nha. Quý vị ơi, như vậy là Vy Trâm đã làm xong được một mẻ bánh yên rồi đấy ạ. Cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Chị mời mấy bàn tay này ăn luôn nè. Mời bàn tay. Would you please enjoy? Yes. Try, we try. Yes, ăn thử. Tommy con, get one. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Ngon không? Đông, quay ăn núi. Ừ, mình ăn sao? Ồ, đồ quá. Bà ăn cho hết. Ừ. Thế được quá phí. Ăn ngon mà. Ngon bà. Ừ. Cái món bánh này ngon. Rất là ngon đúng không ạ? Ngày Tết mà ăn được miếng bánh yên và còn uống thêm một ngụm trà xanh thì chắc là ngon quá đúng không? Một cái hương vị rất là đặc trưng. Đúng rồi. Ngon bánh này là. Đúng rồi, rất ngon. Yeah, good. Ngọt quá à. Nhớ quay cho ta còn dồn cái bánh một cái gì thành phẩm ở trên nè là cái xin bê đi ra cái bàn đấy xin không cần đâu không ở đây luôn hả ăn nữa để cho ăn món gì bánh hả xí ba lấy cho con hay là con tự lấy đi con tự lấy được mà hồi cho đó à chú cho rồi chú bánh đông ninh là nhiều sắc bánh đông ninh còn nhiều lắm hả các bạn ơi cái này này mở cái mẻ ra đây này nhỏ thôi để đây mở cái mẻ em chân mở ra từ sáng bây giờ kệ con ngồi xếp chân lại giống như ba này này xếp chân lại rửa ăn ngon rồi à trong sách là mời mấy anh ngồi đi ăn thôi đi chơi rồi đây con là cái sách tôi đi quay bắt đầu mình không có này thứ rồi biết rồi. Would you please join with us some more minutes, some more minutes only, please. Yeah, some more minutes. Không, từ từ á, bóc thêm bánh nữa. Một miếng nữa thôi, miếng nhỏ thôi cho bà, đi. Nhỏ lắm. Tới nào. Cầm rót chùm vô cái ly trà đang bấm nó. Con ngồi xuống đây với ba đã. Một phút thôi. Giỏi, ngồi xuống đây. Xin lỗi chứ ta không có. Cái đũa tình lấy. Lấy cái ly khác. Ba cho, ba cho. Lấy cái ly đó đi, lấy cái ly khác. Ai? 5 phút. Đừng ngồi. Từ, rồi bắt đầu. Rồi, hết nổ đũa rồi đó. Rồi,
lấy cho con cái nào. Tao con ngồi lại đi. Nè con này. Mời con ăn bánh, mời bố uống trà nghe. Tao. Con nói cảm ơn nhé. Nhé con nói cảm ơn. Thôi. Con nhận hai tay. Hai tay con. Cảm ơn cô. Mời anh. Wow, cảm ơn nhiều. Yeah. Ngon chưa? Cảm ơn cháu nhiều ạ. Học bò cháu nhiều. Cháu là trời ơi, chạy về đứng đây mà không thấy. Mà đã có bà. Giống ngoài nước không? Ngon lắm. Ngon lắm. Ê, ăn miếng nguyên. Cháu ăn miếng nguyên. Ba quay phim thấy con ra đá rồi vô. Sáng nay là xe buýt sẽ nhập đi với ba chú làm này đây. Ủa chú ở đâu rồi? Sáng nay thì xe buýt bị đi không có hộp. Oh yeah. Anh này cũng không đi du lịch mà chẳng nói mình để mình hốt anh đi. Sáng nay Hana về cà khôi có khách từ Singapore tới nên em không đi được buổi sáng. Mạnh hơn, cái này là mình vẫn làm không cái tôi với chú ai à nói cho du khách trải nghiệm thì chúng ta nhưng mà ở nhà mình có khuôn có đường đó là được đấy đã được rồi. Chú Huỳnh Văn Mười này là nghề nhân nước mắm ở Măng Thái. Chú Mười chú giỏi lắm, nếu mà vào cái bàn Facebook á, chú Huỳnh Văn Mười người duy nhất giữ nghề truyền thống nước mắm ở Măng Thái. Măng Thái nha, ở bên Sơn Trà. Chú này có nhiều tài lắm, cái gì cũng làm được. Xin là chú làm của bảo tàng, gia đình chú. Bảo tàng về nghề biển á. Giỏi lắm, chú này giỏi lắm. Mấy hồi em cũng có làm về nước mắm, thường thường là qua bên kia. Bên kia, nhưng mà bên kia không có độc đáo bên này đâu. Bên này original hơn, nó có nhiều cái nó mang phong cách dân dã và đúng là cái làng nghề luôn. Tại vì biển Sơn Trà này mới đúng là biển mà chuyên nghề đến Bắc của Đà Nẵng. Em làm bên ngành gì? Em cũng làm bên truyền hình luôn. Ừ, vậy hả? Dạ. Kênh phải qua nhà chú này, có những cái hay. Có dịp em sẽ. Ừ. Cái đó là bên to. Cái này á là cái này mới là bước. Wow. Bravo. Yes. Great. Chị này luyện nãy giờ, bây giờ chị làm ra lo nhanh, rất là nhanh. Yes, yes, yes. Con ngồi đó cho ba chụp hình cái đó. Bánh. Ừ, yes, yes. Chú thì xem lại lắm, nó huyền.
chưa mà có. Mình nói cái bao tay, ông nói găng tay, không nghe. Khác nhau đó. Ôi, chú Mười đang đùa ấy. Chú ngồi làm bánh in đó thì để ba đi. Một phút cho ba chụp hình thôi. Tâm yên ngoan của ba. Mỗi khi là làm ba đang chụp hình một phút thôi nghe. Đến nổ. Câu hỏi cô đây là chứ phải làm cho ngày Tết chẳng có hương vị. Dạ. Để vui thôi. Chứ mình là không có bán đúng không? Không. Dạ. It's fine. Con ngồi đây. Em cho chụp cho em tấm hình được không? Em chụp cho em tấm hình. Hai cha con. Ngồi thẳng về ngoan. Hai cha con nha. Ngồi thẳng vừa qua ba. Hôm nào em